Bạn hãy cho cái hôn nhân mình điểm đi, cho hôn nhân của mình mấy điểm. Ngày xưa thì Điên cho hôn nhân của mình là 1 điểm và thực sự là đem ra ly hôn rồi các mình ngợp quá, mình yêu quá mà sao cưới về mà có mấy năm là đòi ly dị, thực sự gặp thực sự luôn chán quá, ra ly dị thôi không muốn ở với anh nữa, chán quá rồi, gì mà tình yêu mà hôn nhân gì mà thấy chán, gây lộn nhau hoài. Cái lớp hôm nay á, cái chủ đề là nếu mà cái hôn nhân á, nó lình bình như mình hay nói, hoặc là nó phình phường hay là nó bình thường. Tại vì khi mà mình quan sát bên ngoài mình thấy có nhiều cặp sao mà hạnh phúc quá, mà tại sao mình như vậy, đây là một cái tình trạng chung mà qua quá trình tư vấn, Viên tư vấn rất là nhiều các bạn. Khi mà Viên học á, trong cái quá trình Viên học á, là Viên đã tư vấn miễn phí và gọi với học viên để mà mình tư vấn cho họ. Viên tư vấn cái số lượng tư vấn khủng khiếp. Thì qua những cái đợt rồi sau này Viên ra tư vấn có phí, Viên vẫn có nhiều và nhiều người tới để tư vấn, cho nên là so với các bạn á, có lẽ như bằng cấp thì không bằng, nhưng mà về cái tình trạng hôn nhân chung á, là Biên biết rất là nhiều. Biên giống như là con chí hay là con rần mà nó nằm trong chăn đó. Có nghĩa là bạn nói là vô trong mới biết có rần, có gì đó, có chí. Thì Biên là được nghe tâm sự nhiều quá, Biên biết nhiều quá, cho nên Biên có cái nhìn nó tổng quan hơn các bạn về cái phần là kinh nghiệm, trải nghiệm cũng như là câu chuyện của các thân chủ. Thì hôm nay Biên sẽ chia sẻ, và đó là cái kinh nghiệm nó tới từ tư vấn, và thứ hai là kinh nghiệm nó tới từ hôn nhân của chính bản thân mình. Năm nay Biên 45 tuổi, Biên đã lấy chồng hơn 20 năm rồi. Biên sẽ chia sẻ từng cái giai đoạn hôn nhân của mình. Nó cái lớp học này về không giúp bạn được gì hết, mà nếu mà có nhân viên á, thì bạn đi với cái đội nhóm của mình, thì Biên nghĩ chắc chắn rằng là bạn sẽ thay đổi và hôn nhân bạn sẽ thay đổi, và nhất định bạn sẽ được hạnh phúc. Nhất định nếu mà học lớp này về mà mình buông tay nhau á, thì có lẽ là rất là khó cho Biên giúp các bạn. Cho nên hãy đồng hành. Bước hôm nay là cái bước đầu mình quen biết nhau thôi, đừng có kỳ vọng nhiều quá, đừng có kỳ vọng về cái lớp này quá. Nhưng mà nếu mà bạn tới cái lớp này hôm nay á, rất nhiều cái mới mà bạn sẽ không nghe được ở đâu đâu, bạn sẽ không thấy được ở đâu đâu. Rồi, đi vào ha. Để mình tương tác một chút thì bạn hãy cho cái hôn nhân mình điểm đi. Cho hôn nhân của mình mấy điểm. Ngày xưa á, thì Biên cho hôn nhân của mình là 1 điểm và thực sự là đem ra ly hôn rồi các bạn. Mình nhớ ngày xưa mình hẹn ông xã mình đó ở Sài Gòn. Mình ở trên Sài Gòn hẹn ở trên cái đường Nguyễn Thông với cái quán gì cũng lãng mạn lắm, cũng có đèn, có nến rồi. Ổng đi tới áo sơ mi ha, Việt kiều mà. Rồi quần tây láng cống dày tây nha, một bó hoa hồng chắc cả 300 cái hoa hồng lớn, mà hoa hồng mà Hungary á chứ không phải hoa hồng đâu. Mình ngợp quá, mình yêu quá. Mà sao cưới về mà có mấy năm là đòi ly dị, ra tòa luôn, ra luật sư luôn á, ra luật sư gặp luật sư luôn. Chán quá. Ra là gì thôi không muốn ở với anh nữa, chán quá rồi, gì mà tình yêu mà hôn nhân gì mà thấy chán, gây lộn nhau hoài. Ra nè, rồi hai đứa dắt nhau đi học nè, tại vì bên Mỹ á, mà ly dị á, là cần phải đi học cái lớp gọi là nếu mà chia tay á, thì mình chăm sóc con như thế nào, nếu mà hai người đó, nó gọi là cái bằng đi, thì hai người mà học xong cái bằng đó về á, thì mới bắt đầu cái quá trình ly dị, cái điều đó là bắt buộc, thì nó tới mức đó đó. Rồi các bạn trả lời coi cái hôn nhân mình mấy điểm rồi? 4 điểm, 3 điểm, 7 điểm, 6. Có bạn trừ 9 điểm, HN3. Nhiều có trừ 9 em. Gọi là âm điểm. Ok, cảm ơn các bạn đã trả lời nha. Rồi, đa phần phụ nữ của chúng mình đó sẽ không thỏa mãn với hôn nhân của mình với nhiều lý do khác nhau. Và đây là cái tình trạng chung, có nghĩa là nếu mà cứ bóc ra 100 cô randomly, có nghĩa là ngẫu nhiên bóc ra thì hỏi, thì 99 phần trăm sẽ trả lời là không có gọi là thỏa mãn, không có hạnh phúc trong hôn nhân, hoặc là cái hôn nhân mình không có đạt tới cái mức mà mình mong muốn. Và câu trả lời này là hầu như áp dụng, chỉ may mắn lắm một hai cô là nói ôi tôi rất hạnh phúc trong hôn nhân. Và đa phần cho dù là bạn học vấn như thế nào, là công nhân
hay CEO hay là bất cứ cái địa vị nào trong xã hội, bạn đều không có hạnh phúc. Thì bạn đi ra đường, khi mà bạn đi hồi họp sinh nhật thì bạn thấy các cặp rất là hạnh phúc bên nhau, nhưng mà nếu mà bạn thực hỏi thật lòng cái người đó, cái cặp đó, cái cô vợ đó là có hạnh phúc không, thì cổ không có hạnh phúc, cô không có hạnh phúc. Thì mình sẽ đi tiếp ha. Rồi câu trả lời đi là một một cái câu tiếp là theo bạn hôn nhân nó có may mắn hay không, mình có may mắn cưới đúng người hay không, mình có may mắn là mình hay là mình cưới nhầm người, hay là mình cưới lộn người, hay là mình nếu mà kiếp trước mình tu thì mình cưới chồng mình sẽ hạnh phúc, rồi kiếp sau kiếp trước mà không tu thì kiếp này trả nghiệp trả oan gì đó, nghiệp quật gì đó. Theo bạn thì như thế nào? Các bạn cứ nhắn đi ha, để đỡ buồn ngủ. Có duyên phận, duyên phận, số ít may mắn. Đa phần các bạn đều nghĩ rằng là hôn nhân có may mắn. Bạn là nạn nhân của hôn nhân kém chất lượng. Thì thường, thường phụ nữ mình đó, thường thì các bạn sẽ so sánh, phụ nữ luôn thích so sánh, phụ nữ luôn luôn so sánh, phụ nữ luôn luôn nhìn các cặp khác để mà đánh giá cái hôn nhân của mình. Các bạn đi sinh nhật hoặc là người hàng xóm, hoặc là mình đi tới một cái tiệm vàng nào đó, mình thấy hai vợ chồng chăm sóc nhau, hoặc là mình đi ra ngoài nhà ăn, hoặc là cái nhóm chị hay là bà dì bà thím, mình luôn luôn nhìn các hình ảnh khác để mình so sánh cái hôn nhân của mình. Cả ba mẹ mẹ ruột của mình, mẹ ruột của mình và ba của mình, những cái người thân luôn luôn khẳng định cho mình rằng là hôn nhân nó có hên xui. Luôn luôn khẳng định cái điều đó. Cho nên á, bạn bạn nhất định là bạn sẽ tin rằng là hôn nhân thật sự nó có may mắn. Khi mà bạn đánh giá hôn nhân thì bạn chỉ đánh giá cái vẻ bên ngoài thôi, ví dụ như là điều kiện kinh tế, con cái xinh đẹp, khỏe mạnh, đi học du học nước ngoài, hoặc là nhan sắc của cô vợ, hoặc là nhan sắc của anh chồng, thì bạn bạn nghĩ rằng là cái hôn nhân hạnh phúc. Thì biên gặp rất là nhiều hoàn cảnh và tư vấn cũng rất là nhiều, và trước mắt cũng rất là nhiều hai vợ chồng, một người á, là kỹ sư senior của một công ty rất là lớn, và một người là tốt nghiệp đại học Harvard, hai đứa con đẹp như thiên thần, xe thì hai chiếc khác, là một chiếc á, là 170.000, nhà rất là giàu, du thuyền có, cái gì cũng có, motorcycle cái gì cũng có hết, và đó nó chưa quan trọng đâu, từ họ hàng hai bên nội ngoại, từ trên xuống dưới, từng người một ngưỡng mộ cái hôn nhân này, ngay cả người họ hàng nha ngưỡng mộ cái hôn nhân này. Nhưng mà bạn biết hai người trong hôn nhân không có hạnh phúc, ở ngoài rất là đẹp, ở ngoài đi mang đồ là có màu, nếu mà chồng mang quần màu đỏ là vợ mang quần màu đỏ, nếu mà chồng mang bộ vest thì vợ phải mang cái bộ cái cà vạt của cái của người chồng đeo phải hợp với cái bộ váy hoặc là cái giày của cô ấy mang, nhưng mà không hạnh phúc, nó không hạnh phúc, người vợ rất là đau khổ tại vì người chồng rất có rất nhiều người phụ nữ khác. Nhưng mà không biết là che giấu như thế nào, đóng kịch như thế nào mà ai cũng ngưỡng mộ hết, ai cũng ngưỡng mộ hết, nhưng mà trong mới là đau đớn, khóc mỗi ngày, khóc mỗi ngày, đau đớn mỗi ngày. Thì khi bạn nhìn một cái hôn nhân, bạn chỉ đánh giá kinh tế thôi, con cái nhan sắc, bạn không có nhìn vào sự kết nối, bạn không nhìn vào cái sự, bạn không thấy, tại vì người ta không có để cho bạn thấy, người ta che đầy hết, che rất là kỹ, không thể thấy được, không thể thấy được, chỉ có nhà tư vấn thì may ra tặng họ kể, tại họ cần sự giúp đỡ, họ cần sự giúp đỡ, cho nên nhà tư vấn là cái người mà gọi là rần ở trong chăn, và biết chăn có rần hay là cái người mà ở trong chăn cùng với người ta đó. Có bạn không có tư vấn nhiều cho nên bạn nghĩ rằng cái hôn nhân mình có vấn đề, là vì là thì có lẽ là có nhiều chị ở trong cái nhóm doanh nhân á, thì chị nghĩ rằng là tại vì mình bận quá, tại vì mình thành đạt quá cho nên hôn nhân mình nó tệ. Thì cái một cái sự thật như thế này nè, là cho dù á, là bạn không bận, bạn ở nhà bạn nuôi con, thì cái hôn nhân nó vẫn tệ, nó vẫn tệ, chứ không phải là những cái người CEO á, cái hôn nhân mới tệ. Chị đổ thừa rằng là chị bận quá thì cái hôn nhân nó sẽ hư,
Vậy á, thì á, là cái gì nó làm cho cái hôn nhân hạnh phúc, cái gì nó giữ cho hôn nhân được hạnh phúc? Nó không phải vì trường hợp, nó không phải vì điều kiện, nó không phải vì hoàn cảnh, mà là cái yếu tố đó là gì thì chút nữa mình sẽ biết. Các bạn sẽ lập luận theo, nhất là theo mẹ, dì, cô, chú, những cái người hễ mà mình cưới người nào mà tốt bụng, người nào có đạo đức thì dĩ nhiên là mình sẽ hạnh phúc trong hôn nhân. Đây là những cái quan niệm mà bạn hay nghĩ. À, khi mà bạn nói về một người chồng, bạn chỉ nói là một người anh rất là đạo đức. Nói về người chồng, anh ấy rất là đạo đức. À, anh ấy rất là đạo đức. Đó là cái người, là lời của những người phụ nữ tới khi mà tư vấn. À, và nghĩ rằng nếu là một người đạo đức sẽ là một người chồng tốt. Chưa chắc. Người đạo đức chưa chắc là người chồng tốt. À, đó là những cái mà bạn thường suy nghĩ như vậy.